Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azteshop.com. Thì dạo gần đây admin có nhận một số phản hồi của một số bạn học viên và độc giả về là cái cách là đếm đồng hồ lưu lượng mét khối trên giờ, flow meter counter hay là count flow meter ạ. Thế thì thường thì nếu như các bạn sử dụng những cái con đồng hồ lưu lượng á, được chưa, mà giá trị của nó trả về là dạng là analog, thì chúng ta thường gì, thường sẽ đọc được là giá trị lưu lượng làm tức thời là mét khối trên giờ. Nhưng nếu như các nhà máy của các bạn mà muốn gì đếm cái từ cái lưu lượng mà mét khối trên giờ đó, sẽ đếm được cái gì, cái tổng lưu lượng sử dụng trong một ngày, một tháng, một năm là bao nhiêu, thì chúng ta phải cần qua xử lý một số các bước khác nếu như mà các bạn chỉ sử dụng đồng hồ dạng trả về tín hiệu là analog. Còn nếu như dễ hơn á, thì các bạn nên mua những cái con đồng hồ lưu lượng nó trả về tín hiệu giá trị xung á. Khi nhận được cái tín hiệu giá trị xung thì bao nhiêu xung thì tương ứng với bao nhiêu mét khối á, thì chúng ta đọc sẽ rất là khỏe hơn rất là nhiều. Hoặc là đặc biệt nhất là các bạn mua những con đồng hồ nào mà có tín hiệu là modbus RTU, thì các bạn chỉ cần kết nối BUC đọc modbus về thôi, là cái này là không bao giờ sai số. Đấy, nên lưu ý ha. Nhưng mà trong trường hợp này này, cái nhà máy của bên tôi là người ta đang sử dụng là cái con đọc tín hiệu feedback trở về là analog 4 tới 20 mA. Đó, và họ yêu cầu tôi là phải gì, đếm gì mét khối flow meter, mét khối trong ngày này, ngày hôm qua và tổng cộng ở đây. Thì để làm được như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào, và để đáp ứng được một số câu hỏi của các bạn học viên này. Đây là một bạn học viên này tên là Văn Hoàng, bạn ấy có nhắn tin cho admin là anh làm bổ flow meter counter đi, đếm lưu lượng trong ngày sử dụng được bao nhiêu. Và anh đã có comment một cái nữa là anh ra video đi ạ, tối qua chờ đến khuya mà không thấy. Đây là một bạn trên độc giả đã phản hồi cho admin vậy. Còn đây là một bạn học viên của admin này, học viên của admin, anh bạn ấy có nói là thế thường đồng hồ lưu lượng nó đưa tín hiệu 4 đến 20 mA là tín hiệu mét khối trên giờ hay đó là tín hiệu mét khối từ lúc nước chảy qua đến lúc dừng lại. Thì mình cũng nói luôn là khi mà đồng hồ lưu lượng mà nó đưa về tín hiệu đến 4 tới 20 mA, tín hiệu analog á, thì nó sẽ đưa về cái dạng là mét khối trên giờ nha. Và công việc của chúng ta sẽ tính ra được là gì, từ cái lưu lượng mét khối trên giờ sẽ tính ra được là trong ngày hôm nay nó chạy bao nhiêu mét khối, hai đơn vị khác nhau các bạn ha, được chưa. Rồi, để làm được như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ vào, đầu tiên là nếu như mà về analog thì đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái hàm là control analog input ở đây. Thì tôi click vào đây cho các bạn thấy này. Ở đây là một cái hàm control analog, thì cái hàm này là hàm gì, đọc tín hiệu từ analog. Thì ở đây là có min, min, max, min 27648 này thôi, và min physical và max physical. Đấy, thì cái này thì admin nói các bạn rất nhiều rồi. Sau khi mà xử lý tín hiệu analog xong thì nó sẽ ra được một cái giá trị là out value nằm đây này. Đó, các bạn lưu ý nó sẽ ra cái hàm là out value, được chưa, ở đây này các bạn lưu ý là simulation này, đấy out value đây, đấy cái giá trị này này, đây cái giá trị này đang là cái giá trị là gì ạ, là mét khối trên giờ, các bạn lưu ý nhá. Giả sử các bạn, tôi cho đây này, tôi cho max đây là gì, là 100 đi, tôi cho max ở đây là 100, được chưa. Đấy, tín hiệu sensor tôi trả về đang là tín hiệu 20 mA. Đấy, thì cái giá trị bổ đếm lưu lượng nó sẽ cộng lên đây, các bạn nhìn thấy này, 0,3 mét khối này. Đấy, total là 0,3 mét khối, còn ngày hôm qua là mình tôi reset ngày hôm qua đi ha. Đó, được chưa? Đấy, 0,4 này. Đó. Đấy, vậy thì làm sao để đếm được ra cái rằng là mét khối ở đây từ cái tín hiệu là mét khối trên giờ thế này đang là hiện tại bây giờ đang là 100 mét khối trên giờ. Đấy, 100 mét khối trên giờ đây, đúng không ạ? Đó, đang là 100 mét khối trên giờ. Đây, đây là mét khối trên giờ này, đang là 100 mét khối trên giờ này, đó được chưa. Đấy, từ cái mét khối trên giờ mà chúng ta suy ra được là bao nhiêu mét khối nằm đây ha. Thế thì cũng tương tự các bạn vào đây này, admin viết code đấy ngay, nên admin chỉ nói sơ qua cái hàm này, hàm xử lý tín hiệu analog. Thì trên YouTube admin làm rất nhiều bài toán về xử lý tín hiệu analog rồi, thì các bạn cứ làm bình thường theo cái phần là xử lý tín hiệu analog, được chưa. Rồi, sau khi mà đọc được cái giá trị vật lý ở đây này, giá trị vật lý đằng bao nhiêu mét khối trên giờ nằm đây này, hiện tại bây giờ đang là 100 mét khối trên giờ nằm đây. Đó, được chưa, 100 mét khối trên giờ nằm đây. Rồi thì chúng ta sẽ đi tới đây một cái hàm để chúng ta xử lý. Thì cái hàm này thì các bạn viết vô nha, nhưng mà admin sâu qua cho các bạn thấy này. Đấy, hàm này, đầu tiên muốn làm được á, thì các bạn phải từ cái thằng mét khối trên giờ đây, đang 100 mét khối trên giờ, các bạn chia cho giây.
Các bạn chia cho dây thì các bạn sẽ được là một, các bạn lấy cái giá trị tức thời các bạn chia cho dây thì ra được là mét khối trên dây. Đấy, ra được mét khối trên dây nằm đây. Và sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm A bằng A cộng 1, cái hàm S, có phải là total today mét khối này sẽ bằng gì? Today mét khối sẽ bằng today mét khối cộng với cái thằng là mét khối trên dây. Nằm đây ha, today mét khối này thì bằng là today mét khối trên dây, thì có phải là các bạn sẽ làm cộng dồn như thế này. Các bạn cứ cộng dồn như thế này, có phải là 100 mét khối trên giờ thì nó sẽ ra được là 0,027 mét khối trên giây, đúng không? Các bạn lấy chu kỳ cho nó 1 giây ở đây nữa. Đó, các bạn lấy cho nó chu kỳ là 1 giây thì có phải là nó sẽ cộng lên đây, là cứ mỗi giây nó cộng một lần thì ra được mét khối trên ngày đây. Đó, còn tương tự các bạn sẽ lấy thằng total này, total thì bằng là gì? Mét khối trên giây cộng với là gì? Thằng total, total thì bằng total cộng mét khối trên giây. Ngày thì bằng gì? Ngày cộng với là mét khối trên giây thì nó ra được ngày đây. Đây, các bạn lưu ý, các bạn mà muốn chính xác hơn nữa thì các bạn đừng lấy một giây, các bạn phải lấy micro giây hoặc gì đó thì cái độ chính xác của các bạn càng cao nhé các bạn nhé, lưu ý nhé. Còn đây là admin đang là sum clock này để tạo cái vòng lặp là bằng a cộng một đấy đó, để cho nó đếm trong vòng một giây nhé các bạn lưu ý. Các bạn lấy màu đây sai này thì đoạn này cũng sai, hiện tại các bạn là lấy đây màu, lấy màu đây là một giây thì cái điểm một giây này các bạn cũng phải để cho nó đúng này, được chưa? Rồi tới đây nữa thì admin nói luôn, do là sử dụng tín hiệu là dạng analog nên trong trường hợp mà nước nó dồi ngược lại á, được chưa, hoặc là nước dồi ngược lại hay là nó có sự cố gì á thì gì ạ, thì cái giá trị total này này nó sẽ khác với cái giá trị total trên đồng hồ. Các bạn lưu ý, trên đồng hồ thì nó sẽ hiển thị duy nhất là mét khối trên giờ và đó là cái giá trị mà trả về cho BUC luôn, được chưa. Rồi cái giá trị thứ hai là cái giá trị là lưu lượng nước tổng cộng, nhưng mà sau một thời gian hoạt động cái thằng total này này nó sẽ khác với total trên 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 cái đồng hồ, được chưa. Và chính vì thế là admin có làm cho các bạn đây một cái ô offset, khi nào mà gì cái ô total chúng ta đọc được cái lệch với cái ô mà gì ạ, ô trên đồng hồ á, cái lưu lượng hiển thị trên đồng hồ, thì các bạn có ghi offset vô. Giả sử trong thực tế là nó đang là gì, nó đang là 10 khối đi, mà đây vừa có 6,6 khối thôi thì tôi cần phải offset 4,4 khối nữa thì nó mới chính xác. Đó thì nó lên đây ha, 3,3 chứ. Đó. Cho vậy ha, đó được chưa? Thì nó mới chính xác được cái đồng hồ trên trên thực tế các bạn ha. Đấy, admin cho một cái ô offset đây để đó các bạn lưu ý ha. Thì tương tự còn sau khi mà nó gì? Sau khi mà đó là cái chức năng ở chức năng này này. Rồi tới cái reset ngày này. Reset today thì nó sẽ mua cái giá trị today này vào cái giá trị là yesterday này này, và đồng thời là mua không vào today ngược lại ha, các bạn lưu ý nha. Đấy, mình sẽ mua thằng total đây này, total đây này, được chưa, vào cái thằng là yesterday và mua không vào total đây để ra cho nó là vì kết thúc một ngày á, nó sẽ lưu được bao nhiêu từ đồng, nó lưu được chưa. Rồi nếu như chúng ta muốn nhấn reset yesterday thì chúng ta nhấn reset yesterday mua không vào đây, được chưa. Rồi chúng ta muốn reset total thì chúng ta mua không vào đây. Đó, được chưa? Đấy là cơ bản là cái hàm của nó để là đọc đếm cao flow meter từ tín hiệu analog thì nó chỉ có như vậy thôi. Các bạn lưu ý ha, nó chỉ có như vậy thôi. Cái này cũng dễ thôi. Rồi, thế thì admin nói luôn này là hiện tại bây giờ là giả sử bây giờ đang là admin cho đây là 0 nha, được chưa? Đây nó đang đếm được là gì? 8,8 khối, được chưa? 8,89 là 8,9 khối này. Đúng không? Thế thì đấy các bạn lưu ý, nếu như admin cho đây là giả sử là mắc ở đây cho min là 360 đi thì phải là 1 giây nó sẽ đọc được 0,1 khối. Đấy, 1 giây nó sẽ đọc được 0,1 khối. Được chưa? Đó, được chưa? Đó. Đấy, đấy giá ví dụ giá thì trả về là 360 mét khối trên giờ thì phải là 1 giây nó sẽ đọc được 0,1 khối nhá. Nên nó cộng này. Đấy, nhưng mà nếu như admin cho đây là chỉ có 70 thôi. 70 thôi thì nó sẽ cộng lâu hơn. Đấy, 70 đó các bạn lưu ý ha. Đó, đúng chưa? Nên là mình cho nó càng lớn đi. Mình cho nó là các bạn có thể sử dụng cái code này để simulation được, được chưa? Thế thì nếu như này, các bạn lưu ý admin có làm thêm một cái ô. Admin có làm thêm một cái ô là reset đây. Thì sau khi mà reset ngày á thì lập tức là gì? Hiện tại bây giờ là 12 giờ 7 phút này,
Được chưa? Đây là 12 giờ 20 này. Admin sẽ cho là 12 giờ 21 phút đi. Đó. Cứ tới 12 giờ 21 phút thì cái giá trị bổ đếm nó sẽ gì? Đây là admin đang cài là 12 giờ 21 nhá. Thì đây là 12 giờ đang là 12 giờ 20 này. Thì cứ tới 12 giờ 21 thì cái giá trị của bổ đếm á nó sẽ tự động là gì ạ? Nó sẽ tự động là lưu vào, nó sẽ tự động là từ today này này, nó tự động lưu vào là gì? Z tới đây. Còn thằng total thì tiếp tục đếm, đếm tới khi chúng ta reset thì thôi. Đó, được chưa? Rồi, đó là cái mà admin nói. Thì hiện tại bây giờ admin có một con lưu lượng đây này. Này, một con lưu lượng là ở đây này, các bạn cũng tương tự các bạn click vào đây các bạn thấy này. Đó, nó đang đếm này. Total là được 184 mét khối này, được chưa? Còn Z tới đây là 14,2 thôi, còn tu đây là vừa có 11,2. Được chưa? Tương tự FM này cũng vậy ha, 362 này. Đấy, nó sẽ đếm như thế, đếm liên tục như thế này. Đấy, các bạn lưu ý nha. Rồi thằng này các bạn nhìn này, là 12 giờ 21 rồi đúng không? Thì nó lập tức là, ủa 12 giờ 21 mà sao chưa lưu ra? 12 giờ 21. Cài đây rồi mà. Sử admin cho 12 giờ 22 xem sao nhé. Đấy, 12 giờ 21 59 giây này. 22 này. Ủa sao nó không lưu ra? Vâng, cái này là chắc có thể là do admin chưa có gì, do admin chưa có đồng bổ thời gian giữa giờ SCADA và giờ BUC thôi. Và admin làm lại này các bạn này, nhìn này. Hiện tại bây giờ admin sẽ cài cho nó là 12 giờ 24 đi. 12 giờ 24 nhá. Được chưa? Rồi, 12 giờ 24 đi nha, thì toàn bộ cái giá trị này của nó này nó sẽ lưu vào giá trị Z ở đây nha các bạn nhìn nhá. 12 giờ 24 này. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ 23 này, còn mấy giây nữa được chưa? Sau khi nó tới 12 giờ 24 thì nó sẽ lưu cái giá trị today vào là Z từ đây. Các bạn lưu ý này, today này nó sẽ lưu vào Z từ đây nhé. Đó, 53 này. 58 này. Đó, được chưa? Rồi các bạn nhìn thấy này, đấy, today nó sẽ lưu vào Z từ đây và đồng thời nó sẽ reset today và today bắt đầu đếm lên. Thì đấy là cái bài toán mà chúng ta hôm nay được giải quyết cái phần mà đếm cao flow meter, được chưa? Bên cạnh đó cái thằng total này thì nó sẽ tiếp tục đếm này, total nó sẽ đếm lúc nào mà tới khi nào mà chúng ta mà thay cái đồng hồ kia thì thôi. Đấy, và như admin nói ban đầu là sau này nếu như gì giá trị đồng hồ này này nó do là analog mà đúng không ạ? Nó có bị nhiều bị lung tung thì nó sẽ bị sai số. Trong lúc sai số chúng ta chỉ cần offset nó thôi. Vì ví dụ như hiện tại bây giờ 43 khối nhưng mà trong thực tế đang là 45 khối thì các bạn lấp offset cho admin là 2 khối nằm đây. Đó, 2 khối nằm đây. Đấy, được chưa? Rồi, ngoài ra thì admin có nói luôn là các bạn nên làm cho người ta một cái biến gọi là biến simulation. Khi mà tác dụng cái biến simulation này này, đó, giả sử trong trường hợp mà cảm biến nó bị hư đúng không ạ? Cảm biến nó bị hư đi. Cảm biến nó bị hư mà các bạn muốn test hay muốn làm gì đó đúng không? Ví dụ như kiểu là cái con cảm biến này này, cái bộ điều khiển BD này nó đang lấy tín hiệu từ con cảm biến để điều khiển cho hai cái con bơm này nằm đây. Đấy, nếu trong trường hợp mà cảm biến nó bị lỗi hoặc gì đó thì chúng ta bật qua cái chế độ là simulation lên. Đấy, chúng ta cho nó test để chúng ta test các tín hiệu. Ví dụ như ở đây là tôi khi mà simulation lên tôi chỉ cho thằng này là 10 khối thôi. Đấy, 20 khối. Đó, được chưa? Đấy, khi mà simulation lên thì chúng ta có quyền là điều khiển ở đây. Đó, các bạn lưu ý khi mà chúng ta simulation lên ha, 50 khối này. Hoặc là đó, được chưa? Đấy, ví dụ như trong trường hợp mà tôi muốn test BD tôi chỉ cần simulation lên. Ở đây nếu mà trường hợp cảm biến nó bị hư nhá. Và khi mà chúng ta enable simulation lên thì giá trị bổ đếm nó sẽ không đếm nữa. Các bạn lưu ý nha. Bởi vì simulation là cái giá trị mình đang giả lập thôi, mình đang làm tức thời thôi nên mình không cho nó đếm. Các bạn lưu ý cái phần này ha. Đấy, khi mà chuyển qua chế độ simulation. Đúng chưa? Đấy. Còn disable nó đi nó mới đếm này. Đó, disable nó đi thì nó lập tức nó nhận giá trị thực tế và nó bắt đầu nó đếm này. Đó. Ngoài ra thì các bạn nên làm cho người ta một cái chức năng nữa. Thì ở đây thì admin nói luôn các bạn nên làm cho người ta một cái chức năng là các bạn mở cái thằng này lên, các bạn vào cái phần report 5 này. Được chưa? Tháng 7 này. Đó, thì ví dụ như hôm nay ngày 30 tháng 7 đấy. Đó, được chưa? Đấy. Đấy thì ở đây thì admin có làm ra một cái phần là lưu lượng tổng này. Đó ha, lưu lượng là mét khối trên giờ này. Đó, mét khối trên giờ và mét khối này. Đấy, các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy. Đó, được chưa? Total này.
Đây là cái biểu đồ mà chúng ta làm mét khối lên giờ cho nó được chưa? Đây ha, 49 này, 48 này, đó total đấy ha, 49 chấm là 90 á, 49.90, cách đây 1 phút là cách đây mấy giờ đấy? Cách đây là 12 giờ 26, đúng không? 4.990 thì bây giờ là lên đây được chưa? Đấy là toàn bộ video của ngày hôm nay. Video của ngày hôm nay admin xin giới thiệu các bạn cái phần là cao close meter mà sử dụng tín hiệu analog. Thì video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.